Em Tuấn HD xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2024 các bác nhé. Thì hôm nay em Tuấn sẽ lên sóng để giới thiệu đến các bác một số những sản phẩm phụ kiện, linh kiện phụ kiện đồ chơi dành cho xe đạp thể thao. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu qua về bản thân các bác nhé. Em thì năm nay là 32 tuổi, thì em cũng xưng tuổi để các bác có thể tiện xưng hô. Thì xin mời các bác các chú quan tâm đến những sản phẩm nào thì các bác có thể alo cho em Tuấn qua số điện thoại của em ở trên màn hình các bác nhé. Số điện thoại của em là 0888391992. Thì những cái sản phẩm đây đều là hàng chính hãng được em tuyển chọn từ bên thị trường Nhật về. Hàng lướt cũng có mà hàng mới cũng có các bác nhé. Sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết từng món và sẽ báo giá cũng như là quay chi tiết để cho các bác cùng lựa chọn. Ngày hôm nay thì em có một số sản phẩm, đó là giày nhé, giày can này, có yên xe thì rất nhiều những cái yên xe cao cấp, hàng chất lượng, hàng cao cấp, hàng VIP luôn, hàng chính hãng đấy. Và đây thì em có pedal này, pedal phẳng, pedal cá, rồi thì lốp xe, giò dĩa và mũ bảo hiểm. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến các bác cái sản phẩm đầu tiên, đó là một đôi lốp đến từ thương hiệu Continental của Đức. Dòng này sản phẩm có cái mã là Continental Giro các bác nhé. Và đây là cái dòng lốp liền xăm, tức là dòng lốp dán, lốp tubla đấy. Đây em có một cặp các bác nhé. Và cái thông số của cái lốp này là sẽ dành cho bánh 700, và cái hông lốp là hông 22 các bác nhé. Lốp sử dụng hông là hông 22. Đây Continental Giro đây, dòng tubula với hông là hông 22 mm. Lốp này thì sẽ bơm được tối đa là 10 kg hơi các bác nhé. Đó. Hàng mới nguyên hộp luôn ạ. Thì cái cặp lốp này em bán là 2.100.000. Bác nào mà đang sử dụng lốp dán, vành dán, sử dụng lốp dán thì các bác có thể lựa chọn cặp này các bác nhé. Cái này em bán là 2.100.000, mã số 1. Tiếp theo thì em sẽ, đây em đánh mã là mã số L1 đi các bác nhé. L1 tức là lốp, L1 là 2.100.000, là một cặp một đôi các bác nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác là những sản phẩm pedal ngày hôm nay. Em có rất nhiều pedal. Pedal cá này, pedal phẳng này, MKS, Loop rồi thì Shimano. Đầu tiên em có một đôi Shimano, dòng này là Shimano 105 các bác nhé. Đây là 105 5008, hàng chính hãng. Đôi này hình thức còn tương đối là đẹp, đây là phần cạnh này, phần mặt sau này. Rồi thì em cắt cái dây ra để quay cho nó dễ hơn. Và đôi này thì người ta cho các bác một cái miếng can nhựa này để các bác có thể chạy với bà đập với giày bình thường được các bác nhé. Một cái miếng ốp này, cái này các bác có thể tháo ra để sử dụng cá giày cá thì tháo ra như này, còn các bác chạy với bà giày thường thì các bác lắp cái này vào để cho nó đấy, lắp vào thì nó tạo thành một cái mặt phẳng để các bác đạp với giày bình thường được. Đôi này thì em bán là 1.300.000 các bác nhé, 1.300.000 là cả cái miếng này luôn. Mã số P1. P1 là 1.300.000. P2 thì em có một đôi pedal của Loop, dòng này là dòng Loop kéo hai mắc. P2 thì là 1.500.000 các bác nhá. Loop kéo hai mắc và cái dòng này thì có chỉnh được nặng nhẹ ở trên pedal. Chỉnh độ nặng nhẹ ra vào can ở trên pedal này luôn. Loop kéo hai mắc sản xuất tại Pháp. Dòng lúc thì trục của nó rất là mượt. Đôi này thì hàng đã lướt rồi nhưng mà còn đẹp các bác nhá, đẹp keng luôn. Hai cạnh hai bên này, mặt trước, mặt sau, mặt trên, mặt dưới đều đẹp. P2 là 1.500.000. P3 là em có đôi pedal của thương hiệu Bontrager. Các bác nào mà chạy xe Trek thì các bác lắp đôi pedal cá này chạy cho nó đồng bộ, nó đẹp. Bontrager các bác nhá. Đôi này thì sử dụng can là can của Loop các bác nhé, sử dụng can Loop. Đôi này em bán là 1.700.000, mã P3 1.700.000. Mã P4 em có một đôi của 105, mã P4 em bán là 900.000, đôi này là 105, dòng 5006 các bác nhé, 105 5006. Đôi này sử dụng cái chất liệu là màu xám bạc kim loại. Hình thức thì cũng còn khá là đẹp các bạn. 5006 thì nó là cũng ra đời cái khá là lâu rồi. Và cái dòng này nó là kim loại, nó rất là bền.
vậy nhá. Hình thức thì còn tương đối là đẹp. Đấy, bên cạnh thì nó cũng hơi chảy nhẹ một chút thôi. So với tuổi đời của nó thì thế này là quá là đẹp rồi. Giá 900. Sử dụng can của Shimano các bác nhá. Pedal của Shimano thì đã sử dụng cái can của Shimano. 900 mã V4. Mã P5. P5 em bán 1,6 triệu. Đây là một đôi pedal của dòng 6800 các bác nhá. Shimano 6800. Đôi này hình thức còn đẹp. Mặt bên trên các bác nhá, trên thì chữ vẫn còn này. Mặt cạnh này. Mặt dưới này. Trục mượt. Đó. Đôi này là 1,6 triệu, 6800, Shimano UT Grand 6800. Mã P5. Mã P6. P6 là 1,1 triệu các bác nhé. Đây là một đôi của UT Gra, dòng này là dòng 6700. 6700 nó sẽ chia làm hai loại, hai dòng. Một dòng thì sử dụng chất liệu là bằng hợp kim và một dòng thì sử dụng chất liệu là carbon. Thì mỗi cái nó cũng đều có những ưu nhược điểm khác nhau. Dòng bằng hợp kim này thì chắc chắn nó sẽ là bền, rất là bền rồi. Va đập thoải mái các bác nhé. Đôi này thì bên cạnh thì nó vẫn còn nguyên chữ UT Gra ở hai bên này. Nói chung là nó cũng có những chảy sức nhẹ thôi, nhưng mà so tuổi đời thì hình thức như này là đẹp rồi các bác nhé. Mặt trên đỉnh thì nó có chữ hai bên, có hai chữ UT Gra ở hai bên còn nguyên. Đấy, đôi này thì chỉ có 1,1 triệu thôi, mã P6 ạ. Mã P7 thì em có một đôi của Durac. P7. Đôi này là đôi Durac 7750 các bác nhá, 7750. Dòng này thì cũng cực kỳ là hiếm này, khá là hiếm. Bác nào mà đang chạy group 7700 các bác lắp cái đôi này cho nó hợp. Sử dụng can Roat các bác nhá. Đấy, đây mặt trên này. Chụp này. Dòng Durac thì bi của nó mượt không phải nói thôi. Đây là mặt sau này. Đấy, mặt sau đây các bác nhá. Đây là bên cạnh này. Chữ nghĩa còn đẹp. Đôi này giá của là 1,8 triệu. Mã P7 là 1,8 triệu. Durac. Mã P8. Em đưa cái dập giá đi. Đây. Đây rồi. Mã P8 thì em có một đôi của Lúc. Đây là mã P8 các bác nhá. P8 đôi này là dòng Lúc HM. HM là hai module. Nó sử dụng full carbon hoàn toàn. Carbon của nó các bác có thể thấy nó lộ vân ở trên cái thân carbon, thân thân của pedal này luôn. Đôi này thì chảy xước cũng tương đối, nhưng mà nó là cái hàng hiếm nên là giá nó cũng sẽ hơi cao một chút các bác nhé. Dòng này rất là nhẹ, nó là full carbon hoàn toàn mà. Cốt của nó là cốt titan. Cốt của nó là bằng titan các bạn. Đó. Dòng HM thì hay còn gọi là cái pedal kiểu hình cánh bướm ấy, hay gọi là pedal cánh bướm. HM carbon 2 module này, carbon 2 module và cốt titan các bác nhé. Đôi này của nó thì em bán là 1,5 triệu. Mã P8 là 1,5 triệu. Dòng này các bác chơi lúc các bác sưu tầm khá là nhiều. Và thực sự là không có hàng để mà bán. Hôm trước em cũng có một đôi thì nó đẹp hơn này, giá nó cao hơn. Còn đôi này thì hình thức nó hơi kém một chút. Nói chung là nó cũng có chảy xước, có chảy sử dụng thì giá nó cũng hợp lý hơn rất là nhiều. 1,5 triệu các bác nhá, 1,5 triệu. Hàng rất đáng để sưu tầm, nếu bác nào chơi lúc thì các bác sẽ rất là quý cái đôi pedal này này. Mã P9. P9 thì em có một đôi pedal, đôi này là của MKS. MKS của Nhật các bác nhá. Đôi này thì nó kèm cho các bác là một cái dọ mũi dày này. Một cái dọ bằng kim loại. Cái này cũng là của Nhật sản xuất, cũng là của MKS Japan các bác nhá. Em bán cả cái dọ này và cả cái đôi pedal này là 1,2 triệu. Mã số 9 là 1,2 triệu. Thì pedal hình thức còn rất là đẹp các bác nhá. Dòng MKS thì trục của nó rất là mượt rồi. Em cắt ra cho quay thử cho các bác xem. Dòng MKS của nó thì nó rất là mượt. Đó. Nó quay nó hơi bị lắc lắc bởi vì cái này nó lệch tâm các bạn, nó không phải là cân mà nó bị lệch tâm. Do cái dòng pedal này nó thiết kế gọi là mổ dạng mổ quạ, đây gọi là dòng MKS mổ quạ. Nó thiết kế bất đối xứng nên là quay nó sẽ bị lắc một chút, nhưng mà khi mà cái trục nó cố định khi mình lắp lên xe rồi thì chắc chắn nó sẽ êm. Trục rất là mượt các bác nhá.
Trục nó cực kỳ là mượt luôn. Đôi này 1 triệu 2 là em bán cả kèm cả cái dọa này luôn các bác nhá. Bán thì bán cả luôn chứ không bán rời đâu. 1 triệu 2. Mã P10, mã P10 thì em có một đôi pedal đấy từ thương hiệu Kyokuto. Kyokuto cũng là sản xuất tại Japan, Mỹ Japan. Đôi này thì chất liệu của nó khác cái dòng, nó khác cái dòng MGS một chút. Cái chất liệu này nó tương gần như kiểu là inox các bạn. Nó sáng hơn, nó sáng hơn một cái chất liệu nhôm của MGS. Thì đôi này em bán là 1 triệu 6 các bạn nhé, mã P10. P10 là 1 triệu 6. Đôi này thì nó cũng thiết kế kiểu mỏ quạ này, nó có một cái mỏ chúc xuống như này. Chụp các thứ là rất là mượt các bạn nhé. Bọn này nhìn trông lắp lên những cái xe mà nhìn nó cái tông màu nó nhiều kim loại, nó sáng sáng một chút thì nhìn nó rất là sang. Thiết kế rất là đẹp luôn ạ. Và đồ Nhật thì nó rất là bền rồi. Đôi này 1 triệu 6 nhé các bác nhé. P11 thì em có đôi MKS. Đây là P11. Đôi này em bán 1 triệu 2. Đôi này cũng đến từ thương hiệu MKS của Nhật. Dòng này là dòng MKS Mat. Đôi này đẹp như mới luôn các bác. Đẹp như mới, màu đen, nó là sơn tĩnh điện màu đen. Rất là mượt. Đen nhánh luôn. Mã P11 là 1 triệu 2. Rồi, em đã giới thiệu xong những sản phẩm pedal rồi. Thì bây giờ em sẽ tiếp theo là đến bộ mấy bộ giò dĩa ở đây. Tức là bộ đùi đĩa. Đùi đĩa ở đây em này có 3 bộ. Đầu tiên thì em có một bộ của FSA, tức là thương hiệu Full Speed Ahead, FSA của Mỹ. Bộ này sử dụng cốt BB30 các bác nhé. Cốt của nó là cốt 30 và nó kèm theo cả bạc đạn ở hai bên. Các bác nào sử dụng BBF thì các bác ép vào bạc đạn hai đầu. Cái này cốt 30 các bác nhé. Và chiều dài cái cốt này nó là 70, 73. Thì các bác nếu mà nó dài hơn thì các bác thêm cái long đen vào là được. Trong này nó cũng có sẵn đồ rồi, long đen các thứ đầy đủ rồi. Bạc đạn. Bộ này thì thông số của nó là 50 5236 các bác nhé. Thông số cũng rất là đẹp luôn. 5236 này và nó giáp được cho những bộ group 10 và 11 lít. Đấy, 5236. Thông số rất đẹp luôn. Và hình thức thì đôi bộ này hình như cũng gần như là mới luôn các bạn. Răng lợi các thứ là còn đen nhánh. Chưa có dấu hiệu sử dụng. Giá thì em bán là 1 triệu 2 các bác nhé. 1 triệu 2 là cả cái phần bạc đạn này luôn. Cái này em đánh mã là mã D1. D1 là 1 triệu 2. Đùi dài 170 các bác nhé. Đùi dài 170. Hàng chính hãng của FSA. D2. D2 em bán là 2 triệu. Đây là một bộ giò dĩa đến từ thương hiệu Brasit. Brasit là lắp cho những chiếc xe của thương hiệu Specialized. Những chiếc xe zin nguyên bản của Specialized thì nó sẽ trang bị những cái bộ đồ của Brasit như này. Cái này cốt của nó cũng là cốt 30 các bác nhé. Cốt 30 và cái chiều dài cốt này, chiều dài cốt này nó là 9,5. Đây là chiều dài của cái cốt. Các bác sẽ lựa cái bộ này để lắp cho những cái khung sườn nó phù hợp. Thông số đĩa của bộ này là 5034 các bác nhé. Răng lợi các thứ là còn rất là đẹp luôn. Bộ này 2 triệu. Đây bộ của Shimano 105 5008 này. Bộ này thì giá 2 triệu rưỡi. Mã D3. 2 triệu rưỡi các bác nhá. Cái Parasit, Parasit này thì đùi dài là 172,5. Cái này đùi dài 172,5. Bộ này thì đùi dài 170. 105 5008 Japan. Răng là 5034. Đĩa 5034. Đùi dài 170. Cốt của Shimano thì nó cốt 24 rồi.
hai bên thì còn khá là đẹp các bạn nhé, 2,5 triệu D3. Rồi em quay sang sản phẩm yên xe. Yên xe thì ngày hôm nay em toàn yên VIP thôi các bạn, toàn yên cao cấp thôi. Đầu tiên thì em giới thiệu đến các bác cái này. Cái này đến từ thương hiệu ATVTE. Đấy, thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý các bác nhé, sản xuất tại Italy. Made in Italy này. Con này thì nó sử dụng chất liệu là carbon hết. Từ phần gọng cũng bằng carbon này. Gọng đồng carbon này. Và đế cũng bằng carbon các bác nhé. Thiết kế rất đẹp luôn. Đây là hình dáng của cái yên. Em đo kích thước luôn. Kích thước cái yên này là ngang là 13 các bác nhé. Và dài là 25,5. Yên nhìn rất là đẹp các bạn. Cũng là một huyền thoại của nước Ý. Cái này em bán là 2,3 triệu các bác nhé. I1. I1 là 2,3 triệu. I2 là một chữ yên cũng đến từ thương hiệu của Ergon. Ergon dòng này mã là Ergon SR3S và đế của nó và gọng của nó cũng bằng carbon hết. Đế gọng carbon nhé các bác nhé. Yên da màu trắng. Form dáng của nó này. Các bác nhìn thì các bác chỉ cần thấy hợp chiếc xe thì các bác sẽ lựa thôi. Và cái size nó phù hợp với cái mông của mình. Carbon fiber composite ultra thin. Gọng của nó nhìn cái chất carbon các bác nhìn những cái thớ nó đan này. Rất là đẹp. Ergon. Cái này thì là 1,6 triệu các bác nhé. I2 1,6 triệu. Ngang là 13,5. Dài 29. I2 1,6 triệu. Toàn là yên đẳng cấp, yên đẹp. I3 là 1 là 2,1 triệu các bác nhé, 2,1 triệu. Dòng này là dòng Prologo, cũng là của Italy. Trên cái mặt yên thì nó sẽ có những cái, đây em zoom lên. Trên mặt yên nó sẽ có những cái chấm li ti bằng cao su non, bằng silicon để nó tăng cái độ ma sát, độ bám khi mà ngồi nó không bị trượt các bác nhá. Đây là một cái đặc thù của cái dòng yên Progo, thiết kế rất là hay. Trên ngoài yên này nó sẽ những cái gai gai li ti, gai cao su li ti để nó tăng cái dịch tính bám khi mà quần áo ngồi nó cọ sát thì nó sẽ không bị trượt lên trượt xuống. Dòng này là dòng Progo Zero các bác nhá. Zero 2 này. Yên thì có cái chất gọng của nó là gọng Tirok. Tirok là hình như là nó bên trong là inox, còn bên ngoài là nó mạ titan ấy. Cái gọng của nó màu xám xám như này. Proho thương hiệu của Ý. Gọng titan, còn đế thì là đế carbon các bác nhé. Yên có ngang là 13,5 và dài là 28 các bác nhé. Size của nó này, size 134 này. 134 tức là cái chiều ngang của nó. I3 là 1 là 2 triệu 1 các nhé, 2 triệu 100. I4 thì em có một yên của Physics, dòng này dòng Physics Ariwan. Với cái size phổ thông của cái dòng Physics này thì là ngang là 13 và dài là 30. Cái này thì em cũng không phải đo lại size nữa bởi vì là Physics thì nó có cái ấn định size chung của cái dòng Ariwan này là dài 30 và ngang là 13 phân. Cái này thì gần như là mới chưa dùng luôn. Phối màu là màu đen và có một sọc rạch sọc giữa này là nó màu màu ghi các bác nhá, màu ghi nhạt. Physics. Cái yên này là 1 triệu 7. Mã Y4 là 1 triệu 700.
sản xuất tại Italy, toàn những thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý, handmade in Italy. Mã số 5, mã I5 thì em có một chiếc yên của thương hiệu Seoli Italy, cũng là một thương hiệu của Italia nhé. I5, giá của yên này là 2,5 triệu. Dòng này là dòng XLR, là một cái phiên bản đời mới của Seoli Italy. Gọng là gọng titan decarbon, sản xuất tại Ý các bác nhé, made Italy. Yên form dáng thì nó là cái form đời mới, nhìn trông rất là hiện đại, và cái mũi yên thì nó cũng hơi chúc xuống một chút để tạo cái tư thế ngồi nó khá là thoải mái cho người sử dụng. 13 phân là chiều ngang các bác nhé, và dài là 26,5. Một chiếc yên rất là đẳng cấp của hãng Seoli Italy, Seoli XLR, rất là cao cấp. Và đây là một chiếc yên cũng rất là giá trị các bác nhé, 2,5 triệu. Đây có yên mỏ quạ này, yên mỏ quạ là dòng Seoli SMP, dòng này là dòng SMP Xtra các bác nhé, yên đẹp như mới luôn, đẹp như mới luôn các bạn. Dòng này thì là sản xuất 100% là tại Italy, tất cả như là phần mặt mặt yên này, phần mút này, phần đế, phần gọng đều là của Italy sản xuất. Yên mỏ quạ thì thực sự là rất nhiều các bác ưa chuộng. Cái này em bán là 2 triệu các bác nhé. Hiện nay cái dòng SMP mỏ quạ này bên Nhật nó giá rất là cao, mua về đã tầm khoảng 2 triệu, 2 triệu hơn rồi, chưa tính tiền vận chuyển các bác nhé. Nên là những cái hàng này thực sự là càng ngày nó càng hiếm, càng ngày càng khó mua, mà giá bên Nhật người ta bán rất là cao. I6 là 2 triệu. Cái dòng này là các bác lắp cho loát được, bởi vì là nó form nó nhỏ, chiều ngang nó 14,5 và dài là 28 các bác nhé. Cái bản 14,5 thì các bác lắp loát ok. Và bên thực ra là bên Nhật người ta chạy cái dòng yên này, người ta lắp lên xe chạy rất là nhiều. Có thể nhiều bác đánh giá lên chiếc yên thiết kế không đẹp, thế nhưng mà nó đem lại cái hiệu quả, tức là cái tư thế ngồi cũng như là cái trải nghiệm ngồi nó rất là thoải mái. Có thể nói là đây là chiếc yên ngồi thoải mái nhất trong các loại yên, và cái dòng yên này thì được rất nhiều các bác săn đón. Giá 2 triệu các bác nhé. Mã số I6 là 2 triệu. Cái này thì là cũng là SMP này, dòng này là dòng SMP heo. Dòng này thì nó mỏng hơn cái dòng SMP này một chút, tuy nhiên là cái dòng mỏ quạ thì ngồi nó cũng rất là thoải mái rồi. Dòng heo này thì nó đẹp hơn các bạn, đẹp hơn, nhìn trông nó gọn gàng hơn. Cái mút nó cũng không quá dày, nhưng mà nó vẫn mang lại cái tư thế ngồi rất là tốt cho người sử dụng. Cái này cũng sản xuất tại Italy 100% các bác nhá. Giá cái này cũng là 2 triệu. Giá I7 2 triệu. SMP heo. Con này thì giá nó cao hơn con kia một chút, tuy nhiên thì em cũng để bằng giá thôi. Sản xuất 100% tại Ý. Ngang của nó cũng là 14,5 các bác nhé. Và chiều dài cũng là 28 cm. Đây là một chiếc yên của hãng của những chiếc xe Scott thì thường hay lắp những cái yên như này. Dòng này là dòng Belcara của Syncros. Syncros thì là một hãng con của công của xe Scott Scott của Mỹ. Và những chiếc yên này thì thường hay được trang bị ở trên những chiếc xe Scott của hãng. Yên này thì màu rất là đặc biệt các bác nhé. Màu này thì em không biết phải tả nó là màu gì. Màu này là màu gì em? Xám, ghi xám. Màu ghi xám các bạn. Màu này là màu ghi xám. Và cái chất mặt, cái chất bề mặt thì kiểu màu xám xi măng ấy. Đây là cái chất bề mặt thì nó sờ nó rất là nhiều nhung các bạn, sờ như nhung luôn, và yên thì rất là đẹp. Đấy, dòng này là dòng Belcara đến từ thương hiệu Syncros. Cái yên này thì em bán là 1,3 triệu các bác nhé. Size của nó là size 130, tức là cái bề ngang là 13 phân này. Cái này mã là mã Y8. Y8 là 1,3 triệu. Ngang 13 phân các bác nhé. Chiều dài là 25,5. Cái yên thì khá là nhỏ nhắn và màu sắc
sự là rất là đẹp. Triệu ba. Cái yên cuối cùng, cái này em đánh mã là Y9 các bác nhá. Y9, cái này em bán là 1 triệu 2. Trên yên thì nó sẽ không nhập thương hiệu, nhưng mà cái dòng này thì em, nó là cái dòng TNI, dòng yên TNI. Mút của nó khá là êm các bạn, mút khá là êm. Và chất liệu đế và gọng của nó là full carbon hết các bác nhá. Gọng cũng là gọng carbon và đế cũng là đế carbon. Cái này em bán là 1 triệu 2, mã Y9 các bác nhá. Rất là nhẹ, cực kỳ là nhẹ, nhẹ như lông hồng luôn. 1 triệu 2. Rồi sẽ quay sang sản phẩm đó là giày. Giày thì hôm nay em có 1 2 3 4 đôi. 4 đôi giày của Shimano. 3 đôi Shimano và 1 đôi của CD các bác nhá. Giới thiệu đôi CD này trước. CD này thì hình thức trông có vẻ hơi bẩn một chút, bởi vì là giày về thì em cũng không có thời gian vệ sinh, nên là em để em đang bán luôn. Cái này về các bác bớt chút thời gian, các bác có thể lau rửa đi các bác nhá, cho nó sạch sẽ. Thì đây là đôi CD dòng Genius, sử dụng một khóa cài và hai khóa dán, một cái dòng rất là bình dân của hãng CD. Tuy nhiên thì cái chất lượng của nó mang lại thì cũng rất là tốt quá nhá. Dòng CD thì nó rất là bền, dùng thì các bác có dùng 3-7 năm nó cũng không vấn đề gì. Keo rất là bền và cái chất da của nó cũng rất là bền. Dòng này thì sử dụng đế là đế carbon này. Size của đôi này là size 45 các bác nhá. Cái lót bên trong này cũng không phải lót của nó, mà là lót của giày Reebok, không phải lót của CD. Size 45 của CD thì các bác chân tầm khoảng 27 các bác nhá. 27 thì các bác đi vừa với đôi 45 này. 27 hoặc 27,5 trong cái khoảng đấy. Tầm 27 thôi, 27 là đi đẹp. Đôi này thì em bán là 1 triệu. Đây là trước bên trái này. Gần như là da nó không có bị sao đâu nhá, nó chỉ bị bẩn thôi. Để về các bác bớt chút thời gian các bác lau rửa đi là nó sẽ lại đẹp thôi. Đôi màu trắng mà nhìn là nhìn nó bẩn, nó cũng hơi bị lộ một chút. Size 45 các bác nhá. Size 45 của CD. Đôi này em bán là 1 triệu. Mã là mã G1. G1 thực sự là quá là rẻ cho một đôi giày thương hiệu lớn rồi. G1 là 1 triệu. G2 thì em có đôi này là đôi Shimano RC7 các bác nhá. RC7 đôi này size là size 44. Size 44 nhá. Đôi này nó có cái giày lót là 28,5. Thì các bác chân khoảng là chân khoảng 275 trở xuống các bác nhá. Các bác có chiều dài chân là 27,5 trở xuống là các bác đi đẹp. Cái dòng Shimano thì nó rất là dễ đi, bởi vì nó hợp với chân châu Á. Dòng S buộc hoặc là mấy cái dòng DMT thì thực ra em bán cũng rất là nhiều, nhưng mà mấy dòng đấy khó bán, hơi khó bán một chút, bởi vì là nhiều bác là chân nó bị bè ngang, đi dòng đấy nó rất là khó đi. Chân châu Á thì những cái dòng như là Shimano thì các bác đi nó sẽ hợp lý hơn, bởi vì cái bè ngang của nó thiết kế nó đi thoải mái hơn. Chân của những cái đội vận động viên của châu Âu thì chân người ta thường kiểu xương xương, bàn chân nó xương xương, nó gầy gầy, thì đi những cái đôi giày như của Edward hay là ấy thì nó sẽ hợp lý hơn các bạn, bởi vì là cái những cái form đấy nó hẹp. Người ta chỉ dài chân thôi chứ chân người ta không bè như chân người châu Á mình. Châu Á nhất là Việt Nam thì chân rất là bè, rất là bè ngang nó rất là lớn. Thì các bác đi những cái dòng Shimano này thì nó dễ đi. Đôi này thì hàng qua sử dụng rồi thôi nhá. Đế thì nó cũng có xước. Đế có xước. Đế carbon. Sử dụng hai khóa. Dòng RC7 thì giá nó cũng rất là mềm mại. Đôi này thì em bán là 1 triệu 8 các bác nhá. Da rẻ thì còn ngon. Da rẻ thì còn ngon này. Tuy nhiên là có đế thì nó tiếp xúc với mặt đường và người ta ra vào can thì nó cũng có sức nhẹ thôi. Cái này thì mình đi xuống mặt đất thì cũng không ai nhìn được. Quan trọng là da rẻ nó còn ngon lành như thế này là được rồi. Giá đôi này em bán là 1 triệu 8 các bác nhá. Mã G2 là 1 triệu 8. Đó. Đôi này bác nào chân tầm 275 trở lại nó đi ok. Đây thì em có đôi này là đôi Shimano XC3. Dòng này thì dành cho các bác chạy
MTB hoặc là các bác chạy với bàn đạp thường đều được các bác nhé. MTB thì đây nó cũng có gắn sẵn một cái can MTB ở đây cho các bác rồi. Đế con này đế cao su cực cao và đôi này thì đẹp, gần như là đôi mới luôn, trắng tinh khôi, trắng chưa có vết gì luôn. Đôi này có size là size 41 các bác nhé. Các bác nào mà đi bàn đạp thường thì các bác chạy đôi này cũng ok, MTB cũng chạy được. 41 thì lót của nó dài 26,5, chiều dài chân bác nào mà tầm khoảng 25 là các bác đi đẹp các bác nhé. Chân khoảng 25 là đi đẹp. 41 thì các bác chân 25 thôi, còn nếu mà các bác mà chân 25,5 thì các bác chạy 42. Đôi này thì em bán là 2 triệu nhé, 2 triệu có cả can luôn, mã G3. Bác nào không lấy can thì em bớt cho 150. Mã G4 thì em có đôi RC3, đôi này cũng là một cái đôi hàng dễ chơi của Shimano. Dòng này thì cũng sử dụng cho giày road các bác nhé, giày road can 3 lỗ. Đôi này thì người ta mới thử lên chân thôi nên là các bác nhìn thấy đế là nó còn đẹp, đế là cũng không thấy vết xước. Đó. Dòng này là dòng bình dân mà cũng rất là dễ chơi của Shimano. RC3, đôi này size 42 các bác nhé. Đẹp gần như một đôi giày mới mà. Chắc là mới chỉ đi thử trong nhà thôi. Đôi này size 42 thì chân các bác tầm khoảng 25 năm các bác nhé, 25,5 là các bác đi đẹp ấy. Chiều dài lót của nó là 27 này. Thì các bác có chân khoảng 25 năm là đi đẹp. Chân 25 năm thôi các bác nhé. Bởi vì cái phần mũi này nó còn thắt vào mà, nên là các bác cứ chân khoảng 25,5 là các bác đi ok. Khóa thì mượt. Đôi này giá 1 triệu 8 nhé. Mã G4 là 1 triệu 8. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé các bác nhé, số điện thoại của em đây. Cuối cùng thì em giới thiệu đến các bác ba cái mũ bảo hiểm. Nay em có ba mũ bảo hiểm. Đầu tiên thì em có một cái mũ mét này, dòng này là dòng mét rival các bác nhé, mét rival. Cái chữ mét này thì nó là cái chất liệu phản quang như của khảm trai. Đôi này cái mũ này thì có MIP, công nghệ MIP, công nghệ va đập đa hướng của MIP. Mũ màu đen, nó màu đen. Form của dòng mét này rất là đẹp và dòng mét này thì chạy đua thì người ta sử dụng cũng rất là nhiều, đội rất là nhẹ, ôm đầu. Mét Rival MIP size L các bác nhé, size L cho các bác có vòng đầu từ 58 tới 61. Bác nào mà đầu từ 58 61 là các bác đội vừa cái mũ này, size L. Cái này em bán là 2 triệu 8 nhé. Mã M1. M1 là 2 triệu 8. Form rất là đẹp rồi. M2 là 2 triệu mốt. M2 2 triệu mốt. Đây là chiếc mũ của thương hiệu HGC, một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Dòng này là dòng Aero, thiết kế theo kiểu khí động học các bác nhé. HGC. Thương hiệu này giới trẻ bây giờ người ta chạy rất là nhiều bởi vì cái thiết kế form dáng nó hiện đại nên là đội trẻ chạy nhiều lắm nhá. Thanh niên bác anh em nào mà thanh niên thích cái mũ này thì alo cho em. Giá có 2 triệu 100 nghìn thôi. Con này có size là size LXL, vòng đầu từ 59 tới 63. Trọng lượng là 230 g. Vòng đầu từ 59 63 các bác nhé. Cái này thì nó kèm theo cho anh em là một một cái túi túi nhung để đựng mũ này và cái những cái đệm lót ở bên trong mũ. Đây, một bộ sơ cua luôn. Hàng này hình như là chưa dùng mới sao ấy. Còn đẹp mà. Nghĩ là chưa dùng đâu, chưa thấy cái vết tí vết gì. 2 triệu mốt các bác nhá. Mã M3 thì em có một cái mũ của Kabuto. M3. Giá của cái mũ này là 1 triệu 9 các bác nhá. Cái này thì có kính ấy. Kính sử dụng là siêu nam châm.
nam châm hít rất là chắc chắn, có thể lộn ngược lộn xuôi được. Dùng kính thì để như thế này, còn các bác mà không dùng kính thì các bác đặt ngược như này, nam châm nó tự hít. Nam châm thì cực kỳ là dính, cực kỳ chắc, các bác có chạy có va đập thoải mái không bao giờ rơi, sợ rơi cái kính này. Dính chắc lắm các bạn, cực kỳ là chắc luôn các nhé, siêu nam châm. Mà còn là Kabuto, một triệu 900.000 các bác nhé. Đấy, khóa dây các thứ cũng là của Kabuto. Cái mũ này thì có size là size L, dành cho vòng đầu từ 58 cho tới 59. Khoảng 58 59 các bác, tầm khoảng 57 tới 60 là các bác bon chen được các bác nhé. Chênh lệch nhau một chút, một phân thì không vấn đề gì. Size của nhà sản xuất thì người ta ghi là 58 59 này, nhưng mà mình size lệch thêm một chút không sao. Cái này thì gần 1 triệu 9, mã M3. Vậy là em đã giới thiệu xong những sản phẩm phụ kiện, phụ tùng, phụ kiện, đồ chơi dành cho xe đạp thể thao trong cái video ngày hôm nay. Thì bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nào, xin vui lòng alo trực tiếp cho em Tuấn qua số điện thoại của em ở trên màn hình các bác nhé. Số điện thoại của em là 0888 39 1992. Em bao ship toàn quốc các bác nhé. Giá này thì là giá em đã miễn ship cho các bác đến tận nhà rồi các bác. Các bác nhận hàng ok rồi các bác kiểm tra thoải mái thì mới phải thanh toán tiền các bác nhé. Video ngày hôm nay của em thì xin phép được kết thúc. Em xin cảm ơn các bác đã luôn tin tưởng và đồng hành ủng hộ em. Rất mong được các bác ủng hộ em Tuấn trên những cái sản phẩm để em có thêm những cái động lực tìm kiếm những cái mặt hàng thực sự là chất lượng và hình thức còn đẹp để phục vụ tất cả các bác. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người.